Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117 năm 2018 về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định nêu rõ thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của luật có liên quan. Tổ chức tín dụng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Trường hợp cung cấp phải được sự chấp thuận của khách hàng bằng văn bản hoặc hình thức thỏa thuận khác, song phải tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các quy định pháp luật liên quan. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ được yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về yêu cầu này. Và khi được cung cấp, các cơ quan này không được cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà không nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2018.